Mèo ấm mến chào các bạn quay lại với kênh của mình. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn món canh cải xanh nấu tôm. Cải này là cải bẹ xanh nha các bạn. Mình mua về thì mình sẽ rửa thật sạch. Cải thì mình sẽ nhớ rửa thật kỹ nha. Tại vì cải nó khá là dơ và nhiều thuốc á. Tôm thẻ tươi nè. Ở đây mình sẽ sử dụng khoảng 100g tôm thẻ tươi. Mình sẽ rửa sạch và mình sẽ tiến hành bóc vỏ, lấy chỉ và tách làm đôi tôm nha các bạn. Đây tôm của mình đã tách xong nè. Phần cải bẹ xanh sau khi mình rửa xong thì bây giờ mình sẽ cắt khúc vừa ăn nha. Mình sẽ nêm thêm với hành lá. Hành lá mình cũng cắt khúc nè. Ở đây mình có thêm một ít nấm kim châm để cho cái phần canh của mình nó thêm đặc sắc nha các bạn. Nấm kim châm thì mình đã rửa sạch, bây giờ thì mình sẽ tách nó ra nha. Mình sẽ bắt đầu nấu canh nha. Mình sẽ cho nồi lên bếp nè. Ở đây mình sẽ sử dụng 500ml nước cho hai người ăn. Mình đun cho nước sôi thì mình sẽ cho phần tôm vào. Mình sẽ tiến hành nêm nếm luôn nha. Ở đây mình sẽ sử dụng đường, muối và bột ngọt. Một ít hạt nêm, các bạn nêm cho vừa khẩu vị của mình là được. Mình đợi cho nước của mình sôi lại thì mình sẽ cho phần cải xanh vào nè. Đảo đều và tiếp tục cho phần nấm kim châm vào. Mình vớt bọt cho canh của mình nó được trong nha các bạn. Mình cho hành lá vào, tắt bếp và nhấc xuống nha. Bây giờ thì canh của mình chín rồi, mình sẽ cho ra tô nha. Vậy là chỉ trong vòng 10 phút mình đã chia sẻ cùng mọi người cách làm món canh rất là đơn giản và dễ nấu, lại thanh mát trong mùa hè giải nhiệt nữa. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Mong mọi người sẽ like, chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh của mình nha.